Đó, chào mọi người, chúng ta lại cùng nhau thưởng ngoạn, cùng ngắm một góc kính túc mà nhìn từ trên cao nhé. Đây là xí nghiệp thiết kính túc này, người ta khai thác quặng từ năm thời Pháp thuộc rồi, rất lâu rồi mà đến giờ mà người ta vẫn còn có để khai thác. Nhìn bằng mắt thường thì cũng thấy nắp tương nắp bươm hết rồi, nhưng mà không, bên dưới thì không biết là còn cái gì nhiều đây. Rất nhiều ô tô, máy múc, máy cầu vẫn hoạt động gầm rú liên tục. À, phía khói khói là cái xí nghiệp, người ta chắc là tuyển quặng, tuyển thép, gang đấy. Đây là nhìn từ trên cao. Kia là trên kia là phía bắc, phía bắc. Ra ở đây cái cảnh qua cảnh ở đây cũng rất thơ mộng nha, bên đường hoa lá cỏ cây này, nhiều này. Nhìn mỏ này càng ngày càng sâu. Trước là cái này là hồ nước đấy, bây giờ là cạn hẳn. Bên này là đường quốc lộ 34. Hôm nay trời không được sáng nha, lắm đâm ra là video nó cũng mờ mờ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nha. Xin chào.